đầu chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay là một vụ trộm cắp khó tin vừa xảy ra tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vâng, đúng với câu nói của nhiều người truyền tai nhau lúc này, khẩu trang giờ quý hơn cả vàng. Vì thế nên giờ đây các đối tượng trộm cắp còn tung chiêu cậy cốp xe chỉ để trộm khẩu trang. Mời quý vị theo dõi cận cảnh vụ trộm ngay sau đây nha. Chính là ba đối tượng này tiến vào khu vực để xe máy ngay trước một dãy phòng trọ ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Do lúc này các căn phòng đều đóng cửa nên không ai phát hiện ra sự xuất hiện của các đối tượng lạ mặt, lơ là sự cảnh giác. Ngay sau đó bọn chúng nhắm đến một chiếc xe tay ga nằm ở vị trí ngoài cùng, phối hợp thực hiện màn cậy cốp xe rồi lấy trộm một hộp khẩu trang y tế và tẩu thoát nhanh chóng. Camera Nóng cũng vừa ghi nhận một vụ trộm khó tin khác hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Tài sản bị đánh cắp lần này chỉ là bịch thịt heo thôi quý vị. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị hãy tiếp tục theo dõi tình huống diễn ra ngay sau đây. Phía trước một ngôi chợ có nhiều chị em phụ nữ vừa mua đồ trong chợ ra. Thế rồi một người phụ nữ mặc áo khoác xám che kín mặt lướt qua, sau đó quan sát rồi lùi xe ngược trở lại, quan sát bịch thịt của một người khác đang treo trên xe. Thấy người này đi vào trong, ả ta liền xách chiếc giỏ đi chợ màu đỏ xuống lượm bịch thịt rồi thản nhiên bỏ đi. Hành động rất tỉnh bơ, mặc cho xung quanh có nhiều người. Gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân rồi lái xe tẩu thoát là vấn nạn liên tục gây bức xúc trong dư luận suốt thời gian qua, phê phán hành vi nhẫn tâm, thiếu đạo đức của một bộ phận con người. Dù nhiều trường hợp đối tượng đã bị xử lý nghiêm, nhưng mới đây, Camera Nóng tiếp tục ghi nhận tình huống một tài xế xe ô tô đã tông hai người phụ nữ đi bộ rồi mặc nhiên lái xe bỏ trốn. Vụ việc xảy ra vào ngày 17 tháng 4 trên địa bàn của huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, vào khoảng 21 giờ tại tuyến đường qua xã Quán Tiên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, khiến hai người phụ nữ bị thương nặng và được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đáng chú ý là sau khi gây ra tai nạn với hai người phụ nữ, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô đã đạp ga cho xe bỏ chạy khỏi hiện trường vụ việc. Tiếp theo chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với hình ảnh ghi lại cảnh hỗn chiến khá bất bình diễn ra tại một cửa tiệm trong chợ Tân Thành, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ vì mâu thuẫn trong kinh doanh là nhóm thanh niên bao gồm nhiều nam nữ đã ra tay đánh một ông cụ. Vụ việc được một người dân tình cờ trông thấy quay lại đưa lên mạng xã hội gây xôn xao trong những ngày qua. Theo một số người có mặt tại hiện trường cho biết, hai cửa tiệm này thuê chung một mặt bằng để kinh doanh, chính vì vậy sẽ có chung một lối đi. Xuất phát từ lối đi chung này đã dẫn đến sự tranh giành, hai bên xảy ra mâu thuẫn, gây ẩu đả. Tuy nhiên điều đáng nói là một bên gồm nhiều nam nữ thanh niên trẻ tuổi lại ra tay đánh chủ cửa hàng, bên còn lại chỉ có duy nhất một cụ ông. Mặc dù người dân xung quanh đã cố sức can thiệp, tuy nhiên hai bên vẫn lao vào đánh nhau, thậm chí còn đập phá cửa tiệm của ông cụ, hư hỏng rất nhiều đồ đạc, hàng hóa.